các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Và nếu như các bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop gaming giá rẻ, chất lượng tốt cũng như là cấu hình phải đáp ứng được đa tác vụ thì cái tên Lenovo, cụ thể hơn là IdeaPad Gaming 3 với phiên bản mình đang có ở đây, chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Không hầm hố như những chiếc laptop gaming khác, IdeaPad 3 sở hữu thiết kế đơn giản nhưng rất hiện đại với tông màu chủ đạo là đen, bao phủ toàn bộ máy. Phần nắp máy thì được hoàn thiện theo kiểu phẳng lì với điểm nhấn hai bên là đường vát chéo, cùng với logo Lenovo ở góc phải. Tuy nhiên thì máy dễ bám vân tay nên các bạn lưu ý vệ sinh thường xuyên nhé. IdeaPad 3 thì được chế tác từ chất liệu nhựa cao cấp, giúp hạn chế tối đa các tác động bên ngoài như va chạm, chảy xước. Trọng lượng của máy là 2,25kg, một mức trọng lượng trung bình đối với một chiếc laptop gaming. Nhưng đối với xu hướng laptop gaming mỏng nhẹ hiện nay thì cân nặng không phải là vấn đề, nhưng máy thì sẽ hơi dày một chút và các bạn vẫn có thể thoải mái đem theo laptop khi di chuyển ra ngoài. Bản lề cứng cáp, tổng thể hoàn thiện tốt và các bạn có thể đóng gập mở máy hoàn toàn bằng một tay. Cảm giác gõ phím trên các dòng laptop Lenovo luôn đem đến cho mình trải nghiệm rất là tốt và thoải mái. Và với IdeaPad 3 thì cũng không phải là ngoại lệ. Bàn phím được thiết kế với bố cục hợp lý, layout phím full size và có bàn phím số phụ tiện lợi cho những ai làm công việc nhập liệu. Các phím thì có hành trình phím sâu, độ nảy tốt. Bề mặt phím được làm cong ở giữa giúp ôm ngón tay cho thao tác nhấn phím chắc chắn và chính xác, giúp các bạn chơi game thoải mái hơn. Bàn phím năm nay thì được trang bị thêm đèn nền, các bạn thoải mái chiến game hay làm việc trong điều kiện thiếu sáng. Cùng với đó là phần top bar rộng rãi, cảm giác vuốt ra dễ chịu. Một chiếc laptop gaming chắc chắn thì phải cần có một chiếc màn hình phù hợp để chiến game. Và ở đây thì IdeaPad 3 được trang bị màn hình khá lớn với kích thước 15.6 inch và được bao trọn bởi cạnh viền siêu mỏng, đem lại không gian giải trí rộng. Cạnh trên thì được trang bị webcam HD 720p tiêu chuẩn, thuận tiện cho học tập và làm việc trực tuyến. Và để bảo mật tốt hơn cho chiếc laptop của bạn thì Lenovo đã thiết kế tính năng có thể che webcam. IdeaPad 3 thì sở hữu một mẫu màn hình cơ bản với màn hình Full HD, tấm nền IPS, độ sáng 250 nits. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp công nghệ chống chói anti-glare, giúp các bạn có thể sử dụng máy thoải mái trong điều kiện ánh sáng mạnh như ánh nắng ngoài trời. Và điểm cộng lớn nhất của chiếc màn hình này đó là sở hữu màn hình có tần số quét 120Hz, giúp các bạn có thể thêm lợi thế khi chơi những tựa game bắn súng FPS với tốc độ khung hình luôn được duy trì ổn định, giảm thiểu tình trạng bị giật hay xé hình. Ngoài màn hình thì cấu hình cũng là một yếu tố mà người dùng rất là quan tâm. Lenovo IdeaPad 3 thì được trang bị cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc hơn 21 triệu đồng, trang bị AMD Ryzen 5 5600H, RAM DDR4 với dung lượng là 8GB và vẫn còn khe để bạn có thể nâng cấp lên tối đa là 16GB và 512GB SSD. Với sức mạnh này thì có thể đảm bảo cho chiếc laptop của các bạn tối ưu khi xử lý đa nhiệm và đáp ứng tốt các tác vụ như render, chỉnh sửa hình ảnh hay chơi game giải trí, đặc biệt là với những tựa game FPS. Đặc biệt để gia tăng hiệu năng của máy thì Lenovo còn trang bị cho IdeaPad 3 card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 tích hợp công nghệ Ray Tracing, có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí qua các tựa game online, cụ thể là với các tựa game FPS như CSGO, MOBA như Dota 2. Và ở đây thì IdeaPad Gaming có hệ thống cổng kết nối khá đa dạng, giúp các bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác, bao gồm hai cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Và tổng kết lại thì Lenovo IdeaPad 3 là một trong những mẫu laptop gaming giá rẻ nhất với hiệu năng chơi game rất ổn, mà giá chỉ hơn 21 triệu đồng thì chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng sẽ là phần test game cũng như là test hiệu năng của máy để các bạn có thể tham khảo nhé.